Giải đáp bí ẩn về khả năng bay lên của tảng đá Tây Tạng, người xưa đã làm được điều mà ngày nay chúng ta không thể làm được. Vào năm 1939, một bác sĩ người Thụy Điển được mời đến vùng núi xa xôi của Tây Tạng với mục đích chữa trị cho một vị cao tăng Phật giáo. Nhưng ông không ngờ bản thân đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cả đời ông không thể nào quên. Những nhà sư Tây Tạng nói sẽ biểu diễn một chương trình để cảm ơn vị bác sĩ. Họ dẫn ông đến một đồng cỏ xanh được bao quanh bởi núi và vách đá dựng đứng cao 250 mét. Giữa bãi cỏ có một tảng đá lớn hình chiếc bát úp. Một nhà sư cầm dụng cụ để đo vị trí của một người là sợi dây đã được thắt nút. Các nhà sư còn lại chuẩn bị 19 nhạc cụ, bao gồm 13 chiếc trống và 6 chiếc tù và, sắp xếp thành hình vòng cung 90 độ quanh cái bát đá. Lúc này, một con bò nhắc kéo tảng đá lớn khoảng 1 mét khối đến và đặt vào giữa bát. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, các nhà sư bắt đầu chơi nhạc một cách sôi nổi. Âm thanh tại hiện trường lớn đến mức khiến tai của vị bác sĩ đau nhói. Ban đầu, khi tiết tấu còn chậm, tảng đá không có gì thay đổi. Nhưng khi tiết tấu dần tăng lên thì tảng đá bắt đầu rung chuyển. Sau đó từ từ bay lên và di chuyển về phía đỉnh vách đá. Khi tất cả mọi người ngừng chơi nhạc, tảng đá ngay lập tức bị rơi xuống vách đá. Chỉ bằng cách ấy, các nhà sư có thể nâng lên 5 tảng đá tương tự trong vòng 1 giờ. Vị bác sĩ hoàn toàn bị sốc trước điều kỳ diệu này. Không biết liệu đây có phải là phép thuật hay không? Ông từ từ giơ chiếc máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng ấy. Nhưng đáng tiếc, hình ảnh trên không được phép mang ra khỏi Tây Tạng. Bản ghi duy nhất mà chúng ta có thể tìm chỉ còn lại một bài báo ghi lại câu chuyện này. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Theo phân tích chi tiết, sự kiện về vật thể lơ lửng trên không ở Tây Tạng thực chất là một hiện tượng khoa học. Việc một đối tượng có thể giữ được ở trạng thái lơ lửng giữa không trung không chỉ là nội dung của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà đã được hiện thực hóa. Tuy nhiên, sau đó một số người lại khám phá ra rằng đây không phải là một kỹ năng công nghệ kỳ diệu. Thực ra, về việc xây dựng các kim tự tháp Ai Cập đã có nhiều truyền thuyết từ thời cổ đại. Theo quan điểm chủ đạo, các kim tự tháp lớn đã được 5.000 công nhân xây dựng trong khoảng 20 năm bằng cách sử dụng dây thừng, đường dốc và khúc gỗ lăn. Tuy nhiên, vào thế kỷ 10, nhà sử học Abu Hassan Ali al-Masudi, người được mệnh danh là Herodotus của người Ả Rập, đã đưa ra một câu trả lời khác. Vào những năm đầu đời, ông đã đi du lịch khắp thế giới và viết một bộ lịch sử thế giới dài 30 tập. Trong đó có một bài viết về cách các kim tự tháp được vận chuyển và xây dựng. Ông mô tả rằng người Ai Cập đã khắc các ký hiệu lên những tấm giấy bằng cỏ, đặt dưới những tảng đá khổng lồ, sau đó sử dụng một thanh kim loại gõ lên các tảng đá, khiến chúng từ từ nâng lên và di chuyển trên một con đường nhỏ, được bao quanh bởi các rào chắn kim loại. Mỗi lần các tảng đá chỉ có thể di chuyển được 50 mét, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất. Người Ai Cập đã lặp lại quá trình trên để đưa các tảng đá vào đúng vị trí. Bài viết này khi ra mắt đã gây được sự chú ý của rất nhiều người. Có người đoán rằng việc gõ cây kim loại vào đá có thể nhằm mục đích tạo ra âm thanh tần số cao, khiến không khí xung quanh dao động để đạt được hiệu quả trong việc nâng những tảng đá. Điều kỳ lạ là Abu Hassan Ali al-Masudi viết bài này khi kim tự tháp đã có lịch sử hàng nghìn năm. Vậy, ông ấy đã biết những thông tin trên từ đâu? Có phải là từ lời kể của những người dân truyền miệng, hay chỉ đơn giản là một câu chuyện được dựng nên bởi một nhà sử học thiên tài? Ngoài ra, thế giới còn nhiều công trình kiến trúc khổng lồ khác khiến con người không thể lý giải được. Rõ ràng chúng không thể được xây dựng bằng những công cụ nguyên thủy. Ví dụ như tảng đá nặng 1.200 tấn tại đền thờ Jupiter ở Babek, Lebanon, được xem là tảng đá lớn nhất từng được con người chế tác trong lịch sử. Kể cả khi ở thời hiện đại, không có máy móc nào có thể nâng được tảng đá khổng lồ ấy một cách dễ dàng. Hay như tảng đá điêu khắc tinh xảo nặng 10 tấn ở cổng mặt trời, tại vùng cao nguyên 4.000 mét so với mực nước biển, được các chuyên gia cho rằng đã được di chuyển từ dưới chân núi lên đỉnh. Mặc dù 10 tấn không phải là trọng lượng đặc biệt nặng, nhưng ai có thể mang nó lên một độ cao như vậy? Những thành tựu này thực sự là những bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử.
đằng sau mỗi nền văn minh cự thạch lại tồn tại những truyền thuyết tương tự, hoặc là gõ vào đá, hoặc là sử dụng nhạc cụ hoặc hát ca để di chuyển những tảng đá khổng lồ. Chẳng lẽ nó thực sự giống như suy đoán của một số người rằng cổ nhân đã di chuyển vật thể bằng những rung động không khí thông qua âm thanh? Ngay từ năm 1866, một nhà khoa học người Đức 27 tuổi lần đầu tiên đề xuất khái niệm nâng bằng âm thanh. Trong lúc thực nghiệm đo tốc độ âm thanh, một cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện trong thí nghiệm của ông. Những hạt bụi bên trong ống phản ứng không rơi xuống đáy theo chiều hướng của trọng lực mà lại trôi nổi theo nhịp điệu của âm thanh. Qua vũ điệu của những hạt bụi này, ông lập tức phát hiện ra rằng sự chồng chất của sóng bức xạ và sóng phản xạ đã tạo ra trường sóng rừng và hiện tượng nâng bằng âm thanh. Điều này cũng khiến nhiều học giả tò mò về lực tác dụng trong trường âm thanh. Sau đó, người ta đã liên tục sử dụng âm thanh để nâng những quả cầu nhỏ hay các giọt nước lơ lửng trong không trung. Hãy nhìn vào Edward Liskanin, một kỹ sư với chiều cao chỉ 1m5 và chưa nặng đến 100 pound. Nếu chỉ dựa vào ngoại hình, chúng ta khó lòng tưởng tượng được rằng một tòa nhà bằng đá khổng lồ như lâu đài san hô ở Florida lại do một mình ông xây dựng với hơn 1.000 tấn đá. Trong đó, khối lớn nhất nặng tới 35 tấn. Điều đáng kinh ngạc hơn là ông không hề sử dụng bất kỳ thiết bị cơ giới hiện đại nào. Để giữ bí mật, Edward cấm mọi người ra vào khu vực xây dựng và chỉ làm việc vào ban đêm. Mặc dù không tiết lộ phương pháp của mình, nhưng ông đã từng nói: "Tôi đã tìm ra được bí mật của kim tự tháp và tôi đã tìm ra một cách để vượt qua trọng lực." Tất nhiên, điều này càng khiến mọi người tò mò hơn. Trước đây có một nhóm trẻ con lén lút đến lâu đài của Edward. Chúng nhìn thấy rằng Edward có thể khiến một tảng đá khổng lồ trôi nổi trong không trung như một quả bóng hơi. Ngoài ra, ông cũng rất quan tâm đến radio và sở hữu nhiều thiết bị âm thanh. Điều này khiến người ta đoán rằng bí mật để nâng được tảng đá đó có thể liên quan đến công nghệ nâng vật bằng âm thanh. Âm thanh chỉ là sự rung động của các phân tử trong không khí, nhưng lại có những sức mạnh kỳ diệu. Ngày nay, con người đã ứng dụng âm thanh để thực hiện nhiều việc không tưởng, như dùng sóng siêu âm để đánh tan sỏi thận, hoặc dùng vũ khí sóng âm để chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, công nghệ nâng vật bằng âm thanh vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, chỉ có thể được áp dụng cho những vật thể có khối lượng rất nhỏ. Thiết bị nâng vật bằng âm thanh bao gồm một bộ phát âm thanh ở trên và một bộ phản xạ ở dưới. Bộ phát sẽ tạo ra các sóng âm được tập trung lên vật thể cần nâng, trong khi bộ phản xạ sẽ khiến các sóng âm phản hồi lại, tạo thành những sóng đứng có thể nâng vật thể lên. Để điều chỉnh được chính xác, người ta cần phải tính toán khoảng cách giữa bộ phát và bộ phản xạ sao cho phù hợp với bước sóng âm thanh. Hai điểm giao nhau của các cụm sóng được gọi là nút sóng, và theo lý thuyết thì ở nút sóng, áp suất âm thanh sẽ bằng không. Tuy nhiên, ở vị trí thấp hơn nút sóng thì áp suất âm thanh lại tăng lên. Có một khái niệm rất quan trọng, đó chính là áp suất âm thanh với đơn vị là Pascal. Chỉ sự thay đổi về áp suất do sự dao động của sóng âm thanh khi chuyển qua môi trường. Ở vị trí dưới nút sóng, áp suất âm thanh hướng lên sẽ tạo ra một lực trường hướng lên. Nếu đặt vật thể ở vị trí này, lực trường hướng lên này sẽ cân bằng với trọng lực khiến vật thể có thể bay lơ lửng. Hãy nhìn lại sự kiện tảng đá bay lên của các nhà sư Tây Tạng. Khi các nhạc cụ đồng loạt phát ra âm thanh sẽ đóng vai trò như bộ phát, còn chiếc bát đá như một bộ phản xạ. Mỗi người đứng ở vị trí nhất định, điều chỉnh khoảng cách giữa bộ phát và bộ phản xạ để tập trung âm thanh vào chiếc bát đá, từ đó tạo ra hiện tượng tảng đá bay lơ lửng một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ mới là phỏng đoán. Điều thú vị hơn là nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của loài người trên thế giới dường như đều gắn liền với âm thanh. Người bản địa Australia tin rằng thế giới được tạo ra từ bài ca thiêng liêng. Trong thần thoại Aztec, Quetzalcoatl cũng sử dụng ốc sa cừ để tạo ra sự rung động, hình thành làn sóng sinh mệnh đầu tiên. Người Ainut thì cho rằng một con quạ đã tạo ra thế giới và nước bằng cách đập cánh. Dường như ở mọi nơi và mọi thời đại, chúng ta đều nhận thấy âm thanh chính là nền tảng sáng tạo ra thế giới. Thậm chí Tesla cũng từng nói, nếu muốn tìm ra bí mật của vũ trụ, bạn phải lắng nghe âm thanh. Nếu xem xét vấn đề từ góc độ tần số năng lượng và dao động, mặc dù hiện tại công nghệ nâng bằng âm thanh vẫn chưa đủ để nâng những vật thể lớn, nhưng có thể một ngày nào đó trong tương lai, điều này sẽ trở thành hiện thực. Tương tự như khi có người nghiên cứu về máy bay vào năm 1903,
thời báo New York lúc đó đã tuyên bố rằng việc con người bay là điều không thể xảy ra trong vòng 1 đến 10 triệu năm. Năm 1985, thời báo New York cũng tuyên bố rằng dù máy tính xách tay có thể trở nên rẻ hơn và mạnh hơn đến đâu, cũng sẽ không có ai muốn sử dụng chúng. Nhưng Apple sau đó đã cho ra mắt iPhone. Trên thế giới có rất nhiều điều được xem là không thể đã trở thành có thể. Bạn nghĩ gì về công nghệ trên? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.